Và chúng ta đi vào bài số 4 nào. Cho góc XOY bằng 60 độ. Gọi OA, OB lần lượt là các tia đối của tia OX và OY. Câu A yêu cầu tính góc AOB. Bây giờ cô cho chúng ta 3 phút vẽ hình và trình bày câu A vào vở nào. Và đây là hình vẽ của cô này. Muốn làm bài hình tốt, bước 1 phải vẽ hình thật đẹp và chính xác. Vẽ hình sai là mình sai hết cả bài luôn đấy. Nào, nhìn thấy góc 60 độ chưa? Và nhìn thấy các tia đối chưa? Thế bây giờ muốn tính góc AOB thì chúng ta làm nào nhỉ? Rất là đơn giản, lập luận cho cô là vì góc XOY và góc AOB là hai góc như nào nhỉ? Đối đỉnh với nhau. Mà hai góc đối đỉnh thì bằng nhau đúng không? Nên góc này 60 độ thì góc kia cũng bao nhiêu độ? 60 độ nhé, đúng không? Đối đỉnh này. Đấy, rất là đơn giản. Trình bày giúp cô A vào vở. Câu B này, vẽ tia OM nằm giữa hai tia OX và OB, sao cho góc XOM bằng góc MOB. Bài toán yêu cầu tính góc XOM. Chúng ta hãy tự vẽ hình làm vào vở trước nào. Cô Hiền lại cho mình 3 phút nhé. Suy nghĩ và làm vào vở. Và đây là hình vẽ của cô này. Đấy. Vẽ tia OM nằm giữa hai tia OX, OB, sao cho góc XOM bằng MOB. Đây. Chúng ta đánh dấu cho cô hai góc bằng nhau nhé. Và người ta yêu cầu mình tính góc XOM. Cả lớp làm được không nào? À, cô thấy là rất nhiều bạn biết cách làm đúng không? Thế thì đầu tiên để tính được góc XOM, ta phải tính góc to đúng không? Tức là XO gì nhỉ? XOB đúng không? XOB là góc này này. Thì góc này thì tính rất đơn giản, chính là kề bù với góc XOY đúng không? Góc XOY bao nhiêu độ nhỉ? 60 độ. Thì góc này là góc kề bù, tính ngay được. 180 trừ 60 độ ra bao nhiêu? 120 độ đúng không? Tiếp theo là tiêu M chia góc XOB thành hai phần bằng nhau, đúng chưa? Thế thì muốn tìm góc này, chúng ta chỉ cần lấy góc XOB chia mấy? Chia cho 2. Và 120 độ chia cho 2 bằng bao nhiêu độ nhỉ? 60 độ đấy. Thế thì câu này cô sẽ viết các bước ra cho mình nhá, để mình tự trình bày vào vở thôi. Câu B này, bước 1 là chúng ta phải tính góc XOB, mở ngoặc ở đây là kề bù với XOY. Và bước 2 là tính góc XOM chính bằng XOB chia mấy nhỉ? Chia cho 2. Đấy. Bài toán này cũng rất đơn giản đúng không nào? Quan trọng là chúng ta biết cách tư duy và biết cách trình bày, viết bài hình cho nó logic và đừng ngắn gọn quá nhá. Viết hình là phải đủ ý thì người ta mới chấm cho các bạn đủ điểm đấy. Nhớ lời cô Hiền dạy nhá. Và buổi học hôm nay của cô đến đây là hết rồi. Cô Hiền xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau.